Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong chương trình tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Là khu kinh tế đầu tiên của cả nước, Dung Quất đã trở thành trung tâm công nghiệp nặng và là động lực thúc đẩy kinh tế của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Khu kinh tế Dung Quất được đánh giá là một trong những khu kinh tế tiên phong và thành công trong cả nước. Trong giai đoạn mới thì sự liên kết vùng giữa Dung Quất, khu kinh tế mở Chu Lai và các khu kinh tế miền Trung được kỳ vọng sẽ giúp các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cất cánh trong phát triển kinh tế công nghiệp. Năm 2009, khu kinh tế Dung Quất thu hút 5 nhà máy của Doosan Vina cũng đã sản xuất ra các thiết bị công nghiệp nặng và đạt kim ngạch xuất khẩu trên 230 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tổ hợp công nghiệp nặng Doosan Vina không chỉ đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Quảng Ngãi tăng nhanh mà còn đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao do Doosan Vina sản xuất đã xuất khẩu đi 29 quốc gia trên thế giới. Doosan Vina có thể sản xuất ra những sản phẩm công nghệ cao. Chúng tôi cũng cung ứng thiết bị công nghiệp cho các dự án lớn của Việt Nam với dự toán hơn 100 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi cũng tự hào khi cung cấp nhiều trang thiết bị với quy mô lớn mang thương hiệu Việt Nam. Khu kinh tế Dung Quất và các vùng kinh tế lân cận có những thế mạnh riêng. Để phát huy thế mạnh này, đòi hỏi các khu kinh tế, khu công nghiệp miền Trung, Tây Nguyên cần liên kết để thu hút đầu tư. Đó cũng sẽ là động lực đưa kinh tế khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục có nhiều bước đột phá mới.